cách nhìn nó sang chảnh và có điểm nhấn một tí xíu, các chị có thể là chốt ngay cái mã đặt bài thích bên em các cho mọi người, mã số là DP231 nha các chị ơi. Và tông màu quen mặt đây sẽ là tông màu đen nha các chị nha. Hello chị yêu Trang Thị đã vào coi livestream của Dori. Mọi người ơi, vải nhung và có cho các chị yêu mình những cái hạt này là hạt ánh nhũ nha các chị yêu nha, hạt kim sa giúp em. Từng cái hạt ở trên đây đều nó có ánh nhũ cho nên các chị sẽ thấy là nó có cái độ lấp lánh cho em nha mọi người. Và ở ngoài đẹp hơn trên live, đem quay sát lại cho các chị yêu mình xem ở ngoài nè, đó mọi người thấy không, chất của em đang mặc quay cận cho mọi người, đây là chất ánh nhũ và nó sẽ những cái hạt này nè, nó là những cái hạt gọi là kim sa giúp em, cho nên là khi mà các chị yêu mình mang lên nó có cái độ lấp lánh rất là xuất sắc. Mã số của em đang mặc đây cho mọi người là DP231. Chị nào mọi người vào coi livestream rồi cho em xin ngay một dấu chấm ở trên livestream các chị yêu nha. Và chị yêu nào mình đặt hàng chỉ cần comment là DP231 kèm số này là sẽ có đơn hàng thành công giúp em. Các chị ơi đầm này